Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, 3 tháng cuối năm, Bộ Công Thương sẽ phân giao tổng nguồn cung xăng dầu tối thiểu là 5,5 triệu mét khối cho 34 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước. Như vậy, với mức phân giao này sẽ đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong quý 4 và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hơn 5,5 triệu mét khối xăng dầu phân giao trong quý 4 theo kế hoạch, bao gồm hơn 2,2 triệu mét khối xăng, hơn 3,1 triệu mét khối dầu diesel, hơn 8.200 mét khối dầu hỏa và hơn 110.000 tấn dầu ma rút. Việc phân giao được thực hiện căn cứ vào tỷ trọng tổng nguồn đã phân giao đầu năm 2022 cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và đã có danh sách với số lượng hạn mức cụ thể đến từng thương nhân đầu mối.